Mẹ Thùy Tiên đính chính cho chồng cũ sau bức tâm thư vạch trần quá khứ bị đánh, cấm gặp con. Mới đây mẹ ruột Thùy Tiên tiếp tục có những chia sẻ về quá khứ của mình và con gái. Trong đó bà gấm đính chính cho biết dù không được đối xử tốt, nhưng gia đình chồng cũ thứ hai đã cho bà được nhiều thứ. Vừa qua video Thùy Tiên kể về tuổi thơ không sống cùng mẹ, bên nội mà ở cùng bà dì được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù Miss Grand International 2021 khẳng định mẹ ruột, bà Phạm Thị Gấm, 44 tuổi, vì quá nghèo nên thời điểm rời nhà lúc ly hôn không thể mang cô theo. Một số khán giả vẫn chỉ trích bà Gấm, họ cho rằng bà bỏ rơi con và chỉ tỏ ra quan tâm yêu thương Thùy Tiên từ ngày cô đăng quang Hoa hậu. Trước những suy đoán của khán giả, bà Gấm đã lên tiếng giải thích rõ. Bà khẳng định dù không sống cùng nhưng vẫn luôn yêu thương và chăm sóc con gái. Thời điểm ly hôn, bà không có việc làm, nhiều lần ngủ ngoài công viên. Trong đó, mẹ Thùy Tiên gây xót xa khi kể về quá khứ bị chồng cũ tác động vật lý và cấm gặp con mới đây mẹ thùy tiên bất ngờ lên đến chính cô cho biết dù không nhà chồng cũ không tốt với mẹ con thùy tiên nhưng đã cho cô có được nhiều thứ tốt hơn cụ thể mẹ thùy tiên chia sẻ tôi xin chia sẻ thêm một chút là tuy gia đình chồng sau không tốt với mẹ con tôi nhưng họ cũng đã cho tôi được rất nhiều thứ. Họ cho tôi có được hỗ khẩu ở Sài Gòn. Họ cho tôi được một công việc làm ổn định, chồng xin cho, để tôi làm có tiền lo cho con. Cũng nhờ họ mà tôi đã trưởng thành hơn. Nhờ như vậy mà tôi có được những bài học quý giá cho cuộc sống sau này. Để không còn lầm lạc nữa, lúc còn sống với nhau tôi rất hận. Nhưng sau này nghĩ lại tôi cảm ơn họ nhiều hơn. Cảm ơn đã dạy cho tôi trở thành một con người mạnh mẽ. Trước đó, ngày 7 tháng 4, bà gấm lên tiếng khi bị chỉ trích bỏ rơi con. Mẹ Thùy Tiên nói dù không ở cạnh, bà vẫn chăm sóc, quan tâm Thùy Tiên từ nhỏ đến lớn và không bỏ rơi nàng hậu. Bà kể sau khi ly hôn, bố Thùy Tiên lúc con gái 4 tuổi, bà không có việc làm, tài chính thiếu ổn định. Nhiều lần bà phải ngủ ở ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ tại quận Tân Bình. Do đó, bà quyết định để con gái lại cho gia đình chồng cũ nuôi với mong muốn con có cuộc sống tốt hơn. Bà Gấm cho biết, sau khi ly hôn, bà không có tiền, không có giấy tờ tùy thân nên không thể mang con đi cùng. Mẹ Thùy Tiên nghĩ rằng ba của con gái giàu có sẽ đưa con tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi rời đi chồng cũ lấy vợ thùy tiên bị đánh nên muốn về với mẹ chính vì vậy mẹ thùy tiên đã quyết định đi bước nữa với người đàn ông trai tân có nhà cửa ở sài gòn với mục đích sẽ mang con gái lên sống cùng tuy nhiên bên nhà người chồng mới lại không chấp nhận con gái riêng của bà gấm dù trước khi cưới mẹ thùy tiên đã nói rõ hoàn cảnh thậm chí bà gấm còn bị chồng xuống tay nhiều lần mẹ thủy tiên ngại ngào viết không phải tôi bỏ con đi lấy chồng mà tôi lấy chồng vì một câu nói của con tôi mẹ ơi ba lấy vợ rồi còn bắt con kêu gì bằng mẹ con không kêu nên ba với dì xuống tay với con mà nội còn chửi con bởi vì đem con về nhà bà ở con muốn đi theo mẹ mẹ đem con theo được không và bước đường cùng tôi quyết định lấy chồng. Tôi nghĩ chọn một người có nhà cửa ở Sài Gòn ổn định, hy vọng sẽ có nơi nương tựa để đem con theo mình. Nhưng bạn ơi, mình tính không bằng trời tính nên bà tôi đặt hết niềm tin và hy vọng cho một tương lai sáng có mẹ và con cũng là một nắm mù chôn hết ước mơ của mẹ con tôi trong đó. Nhưng sau khi rút được tôi về thì họ lật nhanh hơn bánh tráng trộn. Họ đã không cho con tôi bén mảng tới dù chỉ đứng trước cửa nhà. Mỗi lần về thăm con, tôi phải trốn chui trốn nhủi như một kẻ tội đồ. Hai mẹ con mỗi lần gặp nhau không có chỗ đi, phải lang thang ngoài đường. Hết giờ rồi chở con về trả. Nghiệt ngã hơn nữa là vì tuổi còn nhỏ thiếu kiến thức thiếu suy nghĩ nên tôi lại có thai tôi xin nhắc lại và tôi dám đứng trước mặt dòng họ nhà bạn khẳng định rằng tôi chưa bao giờ bỏ con tôi một mình cho người khác lo kể cả sau khi tôi lấy chồng mẹ thùy tiên khẳng định bài viết này làm nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và càng cảm thương cho tuổi thơ khó khăn của thùy tiên